clip này làm chưa xong đâu, nguyên ngày nay nữa. Tại hồi giờ, chiều qua bò ở đây cho nó gần phà mình xem thôi. Chút hơi bò lên cảnh nữa. Hôm này không có mưa, chắc là clip đó nó không có sạc đâu. Gặp cái đất này, đất dẻo nữa, nó cũng khó sạc lắm. Kê lên 4 tấc là lắp cái mương nữa, và nó hơi lâu. Nó nặng cái clip mình đang làm thôi. Còn cái clip cỏ mình bẩn thì nó nhẹ. Clip cỏ mình bẩn mình chỉ dán vô, rồi bên bờ sáng mình đào cái con mương mình lắp qua thôi, nó nhẹ hơn cái này. Làm ở đây giá cả anh em địa phương người ta có giá trơn. Vô ảnh anh chủ nhà nói dân địa phương người ta giá kê, ví dụ như 3 tấc là giá làm sao, rồi 4 tấc giá làm sao, 5 tấc giá làm sao, có giá hết luôn. Mình vô thì mình nói cái anh cũng chịu nữa. Là vì mình làm ở đây một vòng nè, cũng hỏi giá xem cái chủ đất một vòng ta làm giá nhiêu á, cái mình vô mình lãnh anh cái anh chịu luôn. Chủ đất giờ hay lắm, mình vô mình nói cao quá người ta cũng không làm nữa. Mình nói thấp quá thì thiệt cho mình, bằng giá anh em địa phương. Địa phương người ta làm nổi, mình làm nổi thôi. Sáng làm sớm riêng cũng quen. Qua mưa trời mát trời chạy không hao nước. Thì cái sáng nào cũng vậy, mình lên mình thăm vậy. Trừ hao nhiều khi ống mình là nó rịnh ra không chừng, tích nước lũng. Sáng này phải thăm, thăm hết rồi mới chạy được. Qua này làm chắc chừng phân nửa clip chứ gì. Cái cây đó là cây anh chủ nhà anh cầm mình lấn vào tới đó đó, nhưng mà thực ra mình lấn vô tới cái gan lần. Nó hơi bị thiếu đất, kè ra quá cái mình lấy sâu nó thiếu nữa. Chủ nhà thì người ta muốn cái clip nó rộng á, người ta cầm đi thôi, nhưng mà mình làm ảnh không nói gì. Lấy cỡ này để còn thiếu đất quá trời thiếu à. Vô trong đây thì thấy đường mua cái lương thực thực phẩm thấy thua rồi. Nằm trong kinh này kêu là kinh hậu là xe mình không có vô được, xe Honda. Ở trên bờ đó có bắp chuối, trưa cái bắp chuối cái mình nấu ăn chua. Làm cái xe cuốc mà ngay cái tháng này nè, mưa đang đổ xuống rồi, công việc cũng đang thưa dần. Giờ mà có công việc được mừng lắm. Làm thì tháng này thì nói chung thì nó làm thì nó không có bằng những cái tháng gần Tết, rồi cái tháng mà vừa ra Tết á, mấy tháng đó thì công việc làm nhiều hơn. Quá trời sâu. Làm ở đây chứ mà mình cũng đang suy nghĩ coi xong đây kiếm việc ở đâu làm nữa nè. Đang nằm ở trong đồng không, đâu có ra được, đâu có chạy xe ra được đâu. Ồ, copy.
vậy chứ hai chồng cũng ăn được một buổi rồi đó. Giờ đường xá ra khó khăn quá nè, xe ông ra giờ cẩu bỏ phà đâu đi đâu được đâu. Này mình dùng mấy bữa cơm đạm bạc ha. Bốn con mình làm thịt hai con ha. Yeah. À, thôi mời bà mẹ xa dùng với mình buổi cơm trưa. Còn tiếng mấy nữa tới đây. Tới đầu bờ. Nó bị nặng cái vách bên đó đó. Dịch bên đây thì nhẹ hơn. Qua đây cái mình dọn cỏ, cái mình ém xuống cái mương bên đây luôn. Chắc là bò trển làm xuống. Hay ở đây làm lên nào cũng được. Từ chắc trển làm xuống đi. Đang mình chiều vừa phà cho nó dễ. Theo mà kê bốn tấc mà mình không có lắp mương này nè, chắc mình làm clip này cũng xong lâu rồi. Hơi bị lúng, qua bển cái bỏ nó cao lên chút, cao lên khoảng 2-3 tấc nữa. Làm mấy miếng đất rồi mình mới rút được cái kinh nghiệm trong cái việc làm á. Mình kê dày thấy nó khỏe hơn mình ban nè. Nó khỏe là vậy nè, ví dụ như mình cũng làm ăn công. Mình kê rồi cái mình đi luôn, mình không quay lại mình làm nữa. Còn ban á, ban rồi mình không quay lại múc mương nữa. Thấy mình làm mấy miếng đó, mình ban rồi múc mương hết cho người ta chứ không lẽ giờ mình ban rồi không múc mương thì sao xả lúa. Đó, vậy đó. Mà giờ mình thấy cái thời điểm nào làm thời điểm đó thôi chứ biết sao giờ. Giờ mà theo mà ai mà kêu mà ban mình cũng làm luôn nữa. Chứ tùy theo hoàn cảnh, tùy theo thời điểm nữa. Chứ làm nghề mình mà mình kén đất quá cũng đậu à, không có đất làm á. Sáng này mình cũng có chia sẻ làm cái vách này hơi nặng đó. Cái nặng này khi vô lãnh đất mình cũng có nói lại anh chủ nhà hết rồi. Nói anh ơi anh làm mình lắp kiểu này giờ đất cái kiểu này thì nó hơi lâu anh ơi. Giá nó cao hơn nhích hơn kê chút hơn anh. Thì anh cũng đồng ý. Đồng ý là mình lãnh rồi thì anh chịu. Chịu rồi cái anh em cũng có duyên. Lãnh đất trong vòng 10 phút mà. Biết ảnh có chút xíu rồi qua lãnh là làm luôn à. Theo mà ảnh lại kiếm mình trễ trễ tầm khoảng chừng buổi mà ảnh không lại chắc mình cũng rút xe đi luôn rồi. Ảnh không gặp mình rồi. Thôi anh em chắc cũng có duyên. Trước mắt thì mình cũng có duyên với ảnh hơn. Tới đó làm thì mấy ngày mà làm miếng cỏ mà mấy chục công á
bằng mấy ngày trời, bằng ngày rưỡi cũng đâu lấy tiền được mà được cái gì đâu. Rồi bù lại ảnh qua ảnh vớt miếng này mình thấy cũng đỡ, thấy vui vui trong mình lại. Chứ trong cái việc làm ăn mà phải có này có kia chứ, đâu có cái suôn sẻ đến với mình hoài được. Làm hết bát này cũng hoàn thành xong cái dách này rồi. Rồi cũng sớm qua đó cái dọn cỏ anh trển đi, chút nữa anh chủ nhà anh ra rồi mình hỏi anh coi trấn như bao nhiêu nữa. Cây này mấy thước hả? Cây này là 2m3. Hết 3 hả? Tại cái clip này còn bự quá trời bự mà. Bự gì thì lấy tới đây mày thấy mà mặt clip này nó còn tới đây à. Dạ. Lấy tới cây đó này mặt clip này đây bả nó còn mười mấy mét chứ bộ anh. Đo có thước kẹp không? Đo thử còn mười mấy mét rồi. Đo thử cái coi. Không còn mười mấy mét. Với con mương này cũng nhỏ nè, con mương này để dành đất mình lấy bển nữa. Con mương này để dành đất lấy bển nữa đó. Bển nữa không trắng vô chút nữa phải không? Thì trắng vô chút đỉnh nữa. Dạ đâu anh kéo thử thẳng bánh cây. Đầu clip lại như thước à? Mày cho 7 thước, 5 thước rồi đây nè, 8 thước cái gì. Mặt clip còn 8 thước hả? À. Xong kéo ảnh luôn, lỗi bánh thứ ra sao? Có nhiều đây mày kêu tao kéo ổn 5 thước rồi. 5 thước, cũng dây có 5 thước hả? 5 thước rồi bên đó ổn 2 thước mấy nữa, 3 thước nữa là cây ổn. Dám đâu, anh kéo thử đi, không qua 4 thước mới sợ á. Anh đang cái thẳng bánh cây. Buông rồi. Không kéo hết lên clip bển luôn á. Kéo hết clip bển luôn á. Ừ. Tao tính đo từ cái mí này 14 thước thì cái mí nhỏ. 10 thước rồi phải không? 10. Tới đó 10 thước rồi đó. 10 mà không hụt nữa. Chắc 13 mét mấy. Nhiêu? 12m6 à? Rồi, cái này vừa rồi anh ơi. Quất cái này đi. Tại còn lấy đất bẩn mà, chưa bẩn mà.